Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cùng biên tập viên Ngọc Vân. Xin chào chị ạ. Hà Nội sáng nay thì đã mưa cả sáng rồi ạ. Không biết là những nơi khác thì có mưa nhiều như thế không ạ? Vâng, hạnh phúc không riêng thủ đô Hà Nội mà hầu khắp miền Bắc và cả Bắc miền Trung đều đang trong một đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ giờ cho tới hết ngày mai, mưa tiếp tục trút xuống nhiều tỉnh thành, trong đó những nơi có mưa to nhất sẽ là Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, khu vực Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến từ 80 đến 140mm, có điểm mưa rất to trên 160mm. Mưa lớn kéo dài là nguyên nhân gây ra những vụ sạt lở đất ở sườn đồi dốc đứng. Đây là loại hình thiên tai có sức tàn phá rất lớn bởi nó đến bất ngờ, di chuyển với tốc độ cao. Vì thế cần sớm nhận ra những dấu hiệu của sạt lở. Quý vị nếu thấy mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất thì hãy chạy thật nhanh thoát ra khỏi nơi nguy hiểm. Về thời tiết thủ đô Hà Nội, dự báo mưa sẽ ngắt quãng cả chiều và đêm nay, có lúc mưa nặng hạt. Do mưa, bầu không khí luôn mát mẻ, nhiệt độ là dưới 30 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh chiều nay thì cũng dịu mát do mưa nhiều, nhiệt độ sẽ không quá 30 độ. Lưu ý có lúc mưa to gây ra ngập cục bộ và trong cơn dông có thể xuất hiện sét đánh và gió giật mạnh. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình chuyển động 24 giờ.